cái tính trải nghiệm hay là hình ảnh mỹ thuật nó đều không quan trọng bằng cái yếu tố là sự khác biệt. Sau khi mình hoạch định được cái yếu tố khác biệt trong sản phẩm đấy là gì thì mình mới tính tiếp đến chuyện trải nghiệm hay hình ảnh mỹ thuật các thứ nó sẽ phục vụ cho cái sự khác biệt đấy ra sao. Mình là Tùng Monkey, mình là một nghệ sĩ thị giác, mình là một giám đốc sáng tạo và là một VJ. VJ tức là Visual Jockey, mình là một người minh họa cho âm nhạc và mình đã ở trong công việc này 5 năm rồi. Khi mà mình bắt đầu công việc VJ cách đây 5 năm thì phần lớn tất cả mọi người nghĩ công việc của mình là làm ánh sáng. Tuy nhiên là công việc của mình không phải làm ánh sáng mà là làm về hình ảnh cho sân khấu. Và mặc dù nó liên quan trực tiếp đến ánh sáng nhưng mà nó là một công việc riêng. Thực tế khi mình chuyển giao giữa công việc graphic design đến VJ thì nó cũng khá là dễ dàng. Tại vì cái đích cuối cùng vẫn là làm một sản phẩm có màu sắc và có tính mỹ thuật. Nhưng mà có một cái khác là khi mà mình tư duy ở trên một cái diện tích nhỏ thì nó khác. Nhưng mà khi mà mình tư duy một diện tích lớn, nhưng mà sân khấu ca nhạc và nó còn liên quan đến ánh sáng, đến nghệ sĩ biểu diễn và đến cả âm nhạc nữa thì nó cũng hoàn toàn khác. Trong một tác phẩm của cá nhân mình thì cái tính tương tác và âm thanh nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Nếu mà nó không hòa nó là một yếu tố cấu thành lên cái sản phẩm đấy. Tại vì nó sẽ phải tương tác giữa các phần với nhau. Tức là visual art sẽ làm tăng cái trải nghiệm về âm thanh và tương tác. Âm thanh và tương tác cũng tăng cái trải nghiệm của visual art. Mình cũng cộng tác với rất nhiều những nghệ sĩ làm nhạc và những nghệ sĩ biểu diễn của những cái lĩnh vực khác nhau để làm dày lên cái trải nghiệm về visual art. Cái sự không thỏa hiệp trong cái sự cộng tác giữa khách hàng với cả The Box hoặc là với bản thân Crazy Monkey đấy chính là sự sáng tạo. Khi mà chúng tôi được nói cái tiếng nói sáng tạo ấy thì chúng tôi mới cộng tác với bạn. Bạn đến với chúng tôi thì bạn cũng sẽ nhận được cái giá trị như thế. Đối với mình mà nói thì mình không phải cân bằng cái chuyện đấy. Tại vì mình chia rõ giữa đâu là công việc dành cho khách hàng và đâu là cái tôi của bản thân được phát huy. Khi mà mình chia rõ hai cái đấy ra ấy, thì nó sẽ tránh được những cái cảm xúc tiêu cực, những cái cảm xúc không đúng chỗ. Những cái dự án mà mang tính cá nhân ấy, thường là những cái dự án mình khá là độc đoán. Tức là mình sẽ dành cái tôi 100% cho dự án đấy. Cái tính trải nghiệm hay là hình ảnh mỹ thuật nó đều không quan trọng bằng cái yếu tố là sự khác biệt. Thì cái sự khác biệt đối với mình nó rất quan trọng, rất quan trọng. Nó sẽ làm tách biệt giữa sản phẩm của The Box hoặc Crazy Monkey với cả tất cả những cái sản phẩm còn lại. Sau khi mình hoạch định được cái yếu tố khác biệt trong sản phẩm đấy là gì thì mình mới tính tiếp đến chuyện trải nghiệm hay hình ảnh mỹ thuật các thứ nó sẽ phục vụ cho cái sự khác biệt đấy ra sao. Có một cái thứ mà mình luôn luôn nghĩ đấy là người ta cảm nhận là đủ. Còn về cái việc mà hiểu ấy thì hiểu là như thế nào? Mình không muốn đưa một cái định nghĩa nào cho tác phẩm cả. Một cái tác phẩm nó khi nào nó đã trình chiếu ra ngoài rồi ấy, nó là một cái tác phẩm đương đại thì nó đã hết trách nhiệm của nó rồi. Và cái chuyện mà cảm nhận thế nào, cảm nhận ra sao, ý kiến của người ta nào thì đấy là bước thứ hai hoàn thiện tác phẩm. Mình không có can thiệp vào đấy. Đang nghịch cái công nghệ là augmented reality, người hay gọi là AR ấy. Đối với mình cái AR nó sẽ là một cái gọi là next thing. Cái virtual reality nó chỉ là bước đệm cho AR này thôi. Mình thấy nó rất là thú vị cho cái công việc sáng tạo của mình. Tại mình có thể chèn một nội dung đồ họa đè lên trên cái bối cảnh thực. Thì như thế nó là một cái sự tương tác khá là mới. Mình sẽ vận dụng nó cho những cái tác phẩm tiếp theo. Bạn phải cho mình một cái thói quen mình nhìn những cái sự việc nó nhiều chiều hơn chứ không theo một cái cách thông thường của mọi người nữa. Thì tự nhiên là cái sự khác lạ, những cái giá trị gọi là sáng tạo ấy nó sẽ đến với bạn.